chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Cẩm Vân Cô Gái mình đây. Bữa nay thì hai chị em Vân có làm một con gà này rất là ngon luôn. Đây. Ôi, cái da gà vàng ơi mấy ông chị, cái này gà Vân chưa có ướp gì hết đó nha. Hồi nãy thì cô chú anh chị và các bạn cũng thấy thì đó, Tiễn phải thinh cái lu này ra tới ngoài này nè. Hôm nay thì mấy chị em Vân làm món gà nướng lu. Bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng làm gà nướng lu với hai chị em Vân nha. Qua đây Tiễn. Cái con gà này là Vân chưa có ướp nè, bây giờ thì Vân sẽ chuẩn bị ướp gà nha. Còn Tiễn đi nhóm lửa giùm chị đi Tiễn. Ở đây đang học cách ướp này sao? Trời ơi, chứ sao? Bây giờ Tiễn đi nha, nhóm lửa. Rồi còn Vân thì Vân ướp gà. Cái con gà này hôm nay rất là ngon luôn á. Cái da nó vàng nè, mình chưa có ướp vô nữa, mình chưa có nướng lên luôn mà. Cái da nó vàng quá trời ngon. Bữa nay thì mình ướp cũng đơn giản lắm. Muối ớt thì Vân đâm xong rồi Vân chia ra làm hai chén nè. Cái chén bên này á thì mình để mình ướp cái gà ở ngoài á cho cái da gà nó mặn mặn, cái thịt gà nó mặn mặn ha. Còn cái chén này á thì một lát nữa Vân làm nước chấm nha. Một lát nữa thì Vân sẽ chỉ cho cô chú anh chị các bạn cái chén nước chấm mà chấm thịt gà là hết sảy luôn. Bây giờ trước hết là mình ướp cái gà trước nha. Ôi. Vân nhìn cái chén muối ớt thôi là Vân đã thấy thèm rồi đó. Đây, bây giờ bắt tay vô mình ướp thịt gà. Còn có tay này để đây. Cho muối ớt lên gà. Cái ớt thì mình chà sát ở ngoài cho cái da gà nó mặn mặn, lát nữa mình nướng lên nó cái thịt gà ở trong thì ngọt, ở ngoài da thì nó mặn mặn. Ok luôn. Con gà này bữa nay quá trời ngon luôn đó Tiễn. Trời ơi mặn mà. Hai cái đường này chắc là chắc thịt lắm nè. Xong rồi. Cho lên trên đây một chút xíu. Ơi, chỉ là hai cái kẻ nó nhiều quá, nó mặn nó hơi không, không có nhiều đâu. Tán ít là vừa phải à. Ôi, cái thịt ớt. Cái thịt ớt. Tính là cái thịt bắp chứ. Trong nhà còn có thịt bắp nữa nha. Chưa ăn hả? Vậy hôm nay để nướng thịt ra thử. Khoan hả, tưởng tượng cái lát nữa mình được ăn mình sẽ thử mình biết được ha. Lâu rồi mấy chị em ba không có làm gà nướng lu. Do là cái lu cũ của mình á, mình nướng cũng mấy lần này, mình nướng gà, nướng chuột, nướng thịt heo nữa nên là nó bị nứt á. Hôm nay mình có được cái lu mới nên là mình làm gà nướng lu. Đi chú La, đi vô nhà đi. Chúc anh em được cưng hải đùi. Con gà hết sức ngon chưa? Ý là chưa có nướng lên luôn á. Mà cái da nó ngon cả này. Wow. Đó, Vân ướp gà như vậy là xong rồi. Bây giờ mình để cho gà thấm nghỉ ngơi xíu nha. Mình quay qua mình làm cái nước sốt. Với lại Tiễn thì đang chuẩn bị lửa đó. Rồi Tiễn để qua bên đây. Để máng con gà lên ha. Cái này là tết phân đoạn của mình nha. Được chưa? Rồi bây giờ thì Vân làm cái nước sốt nha. Cái này là cái muối ớt. Cái này tầm một khoảng một muỗng ăn canh muối ớt á. Còn ở đây thì Vân có chuẩn bị thêm là đường, muối Tây Ninh với lại chanh. Bây giờ thì mình chuẩn bị pha cái nước sốt. Vân để chanh lên đây cái. Muối Tây Ninh nè. Cho vô.
mình cho đường vô. Do là mình nãy giờ mình bỏ muối không à, chưa có đường đó, nên là mình cho nhiều đường một xíu. Nhìn như vậy thì nó chưa có hấp dẫn đâu, bây giờ là Văn nặng chanh vô nữa. Lát nữa mình vớt cái vỏ chanh này ra, hột chanh này ra để rồi mình quậy lên. Cái khúc này mới khúc quan trọng nè, đó mình quậy đều lên cho muối với đường nó hòa tan với nhau á. Chưa gì hết mà nó thấy hấp dẫn rồi đó, một lát nữa nó hòa tan hết còn hấp dẫn hơn nữa. Lúc nãy Văn làm cái nước sốt chấm á, thì Tiễn nó bỏ con gà vô trong đây là kiền là hết trơn rồi. Bây giờ thì mình đắp trên này miếng lá chuối. Đây, đậy lại. Rồi, để nắp lên để chuẩn bị nướng gà nha. Ai úp lá khoai. Rồi, đem giục miếng ruộng. Giục miếng ruộng dưới này ăn uống nha. Bây giờ mình sẽ đốt lửa. Cái này là Văn làm, Văn không có để lửa ở phía trong. Mình để lửa phía trong thì con gà của mình nó sẽ bị khét á. Bây giờ là mình đốt lửa, mình vòng vòng trong cái lu, ngoài cái lu á. Để lên đó không? Hai chị em mình đậy nắp cái lu này xong rồi mới biết là khinh lên không nổi. Tại vì cái lu này nó quá chừng nặng rồi. Bây giờ thì mở cái nắp ra đặng là dịnh cái thành này khinh lên nè. Đi Tiến ơi. 2, 3. Bây giờ mình mới đậy nắp lên được nè. Rồi, củi vô. Như vậy xong rồi mình chùm củi vô ở dưới, cái mình ôm vòng vòng vậy nè. Một lát nữa có than á mà mình để lên nắp, mình chỉ nghĩ ra khỏi mình để lên cái nắp này cũng được rồi đi. Thì để lên nó nóng một lát nữa mình dở ra khó dở lắm. Okay. Cái lu này mà nó chỉ cần đủ độ nóng thôi là nó nóng vòng cái lu rồi, cái lắm nó không tan qua. Rồi mình để lửa để củi vòng vòng ở ngoài và cháy mấy chừng cháy luôn nè. Cái này để bỏ cho nó khỏi cần đốt cái này nữa đâu. Cái này theo Văn nghĩ là chắc khoảng hơn 1 tiếng mới chín con gà, thì để một lát nữa mình nướng coi là bao lâu chín nha. Chứ bình thường là mình nướng là cỡ đó, nếu mà mình nướng ở ngoài lửa thì tầm khoảng hơn 30 phút một xíu à, còn trong này mình nướng trong cái lu á, nó cách một cái lớp lu vô trong á, thì chừng nào lu nó nóng từ từ nó mới chín. Cái này Tiễn nói là giống nấu bánh tét. Ở ngoài là chụm củi vô gì nè. Nóng lắm, nóng luôn á. Chắc cũng mau. Mà cái này là chủ yếu là mình sử dụng lửa sức nóng ở ngoài nó vô, với lại sử dụng hơi, nó vòng vòng nó bao rồi nó chín con gà nè. Nên là mình không có dở ra coi thường xuyên. Ví dụ như tầm 15 phút mình ra mình coi một lần vậy thôi à. Mình canh thôi, trong khi mình mở ra cái thành gà bóng đêm luôn á. Nóng quá chừng luôn á. Cái này biết có gì đi. Có mấy củ khoai lang này để ngoài nướng luôn. Đây là lần đầu tiên mấy chị em mình nướng kiểu nướng lu mà để lửa ở ngoài á. Mấy lần trước là toàn là mình nướng lửa ở trong thôi. Nãy giờ cũng lâu rồi, mấy chị em mình chụm cũng tàn lửa bớt rồi, giờ hai chị em ăn dở ra xem là gà nó như thế nào nha. Rồi chị dở đi, chị coi. Ui, sao mà khó như vậy. Wow. Ui Tiễn ơi, nó vàng ngấy luôn á Tiễn. Wow, thơm quá à. Đã lắm á. Ê, chắc chín rồi đó chị ơi. Cái này, wow, bên này con gà ơi, ừ, dưới kia vàng ngấy luôn á Tiễn. Đây chị vô chị lấy cây chết kè ha, cây chị ơi lấy cây gốc á, chị à cây chị à. Dở nó lên coi thử. Hai cây đi. Wow. Trên hai cái cánh này nó vàng quá, tiền vàng luôn rồi nè. Cái mỡ của con gà nó nhiễu xuống nó luôn nghe xèo xèo luôn. Bây giờ để Văn chạy vô trong nhà, Văn lấy hai cái cây gấp ra mình gấp con gà lên coi thử là nó chín ở dưới chưa. Để chị đi.
giờ hai chị em ăn ngồi kế bên đó, nhưng mà cái mùi thơm nó bốc ra chịu hết nổi rồi. Bây giờ thì mình cùng nhau dỡ cái nắp lên nè. Đi, dỡ lên xuống rồi. Hai ba khui. Nè, cái một cây. Đã chưa? Bây giờ dỡ lên nó mới thấy rõ được, bây giờ nó còn hơi tối á. Nói chị làm nhanh không? Trời ơi, sao mà bằng chị được. 2, 3 lên. Trời ơi. Wow. Đây với chị. Wow, siêu phẩm. Không hề khét một miếng nào luôn á, không hề cháy con gà luôn. Cầm đây, tiễn qua đây. Khét cái giò thì mình không có nói rồi. Ê, nè. Giò không? Wow. Ôi trời. Ờ, giòn luôn á. Cái màu rồi nhìn là thấy thèm rồi. Đây. Thơm luôn. Lần này là coi như là mấy chị em mình nướng thành công, với lại cũng nhanh chín đó đúng không Tiễn? Cái là mấy chị em ăn chỉ đốt lửa một lần duy nhất luôn, xong rồi mình lấy cái lửa than á, mình sử dụng cái độ nóng của than á để nướng cho con gà như vậy nè, chứ không có đốt thêm, không có châm lửa thêm luôn. Mà chỉ mở ra xem một lần duy nhất luôn á, bây giờ mở ra là nó chín vậy nè. Cái thịt vừa chín tới, không bị quá khô nữa. Nhìn cái màu là thấy quá trời ngon rồi, thèm chảy nước miếng luôn. Rồi bây giờ thì gà cũng chín rồi. Trời ơi. Mình sẽ đem lại kia để mời cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức nha. Chưa. Đừng nói chuyện, khỏi nói chuyện nhiều. Đừng lấy tay đụng vô Tiễn. Ngon rồi. Ở đây thì Văn có chuẩn bị dưa leo với lại một ít rau nhíp cá để mình ăn chung nè. Còn là cái chén nước chấm lúc nãy mình chấm á. Và phần quan trọng nhất đó là con gà. Bây giờ thì để Văn xé ra nè. Mọi người cầm một cái bao tay đi. Bây giờ thì Văn sẽ xé gà nha. Gà này á là mình ăn thịt gà là mình phải xé nó mới ngon. Chứ mình chặt là nó không có ngon đâu. Nó nóng mà nhìn ngon ha. Em nhỏ gái rồi. Ủa, nhỏ giải rồi. Gà ngồi trước mặt Tiễn. Phải nè, em mạnh nha. Ừ, đấy. Ui, nó nóng Tiễn ơi. Wow. Nóng thiệt. Cái này à, cho em qua bên đi. Nè, để hồi vô em phơi đồ. Ôi. Lạ quá. Bây giờ là xé gà nha. Ủa, còn nước trong thịt con gà nè. Gà nó mềm mà cái trong con gà còn nước luôn nè. Đây, để chị để đây đi, để chị xé cái này ra nữa. Wow. Dạ. Cái trong gà còn nước luôn, quá thì ngon rồi. Ui sao nó gãy hai ngang vậy đó hả? Đã quá. Khóc khói luôn nè. Cái này nó bị khô nha. Đúng rồi, đúng, bữa nay quá thành công luôn rồi đó. Rồi bây giờ tới mình cắm. Nó hơi nóng nên là mình bẻ mấy cái này ra trước. Đó. Ừ, nóng quá. Bóc bóc khói luôn hả chị? Chị dính con gà đây nha. Nóng không? Nóng không có thế gì. Đâu, coi nè, coi cái cần cổ quá nè. Cái da cái này giòn gợp gợp luôn, chắc ăn luôn rồi đó. Quá trời ngon luôn rồi. Quá. Cái da nóng á. Cuối cùng thì nó cũng ra từ từ hết. Rồi, hai chị ăn cái gì ăn, em ăn cái này. Hai chị tỉ nha. Nóng không chị? Nóng. Em bỏ tiếp chồng bên. Cùng nhau. À, nóng quá. Từ từ nóng thôi. Cái này là... Đã gì đâu.
Ủa cái da nó kìa, còn nguyên chút da luôn. Thôi mình để con này đây cho nó bớt bốc khói, thì quá trời nóng mà cầm không được luôn. Tại vì cái này mình vừa lấy trong cái lu ra là mình để lên đây con xé luôn rồi, bởi vì nó quá trời nóng. Để đi từ từ giải quyết xong. Đây để chị để coi. Đó. Để như vậy đi ha. Ok. Rồi. Vâng, mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với mấy chị em Văn nha. Bây giờ mình ăn thử cái này là cái phần cánh nè. Đâu cái phần cánh này để chị coi. À cái này đi. Cái này nhìn nó có cái gì lớp da nữa nè. Mình sẽ chế cái nước sốt vô nha. Cái nước sốt là mình làm vừa ăn này, nó không có bị mặn nữa. Ăn đi tí. Vâng, mời cô chú anh chị và các bạn nha. Đã quá. Chấm cái cài. Hồi lúc nãy mình có ướp muối ớt á, nhưng mà cái da gà không hề bị mặn luôn. Mời cô chú chị luôn nha. Mời cả nhà nha. Những miếng gà nó ngon quá vậy, chưa ăn mà thấy ngon rồi đó. Ngon quá à. Chịu chắc luôn á. Nó không bị khô nữa nè. Ngon quá. Ngọt ha. Hồi lúc nãy ướp muối ớt á, bị cái thịt xong gà nó còn ướt nước rồi, nó còn ngọt ngọt quá à. Đây là cái phần trên cái cánh nè, mình xé ra còn được có nhiêu đây nè. Thấy gì chứ mấy cái phần này là thịt ngon lắm luôn nè. Wow, còn bốc khói luôn á. Đỡ quá. Cái này phải kèm thêm một ít rau nữa. Dưa leo. Bữa nay công nhận nướng ngon lắm luôn á. Cái này ăn với rau thơm. Đúng rồi, thơm với cá rau thơm. Nướng nó không có lâu nhưng mà nó chín đều, nó ngon nữa. Nhìn cái lớp da nó là thấy nè. Thôi thôi đi. Đã. Cái lớp da ha, nó vàng đều hết luôn, không có chỗ nào bị khét, không có chỗ nào bị ấy hết á. Mà cái màu cũng rất là đẹp luôn, ở phía trong thì còn bốc bốc khói luôn nè. Cái phần thịt chỗ này là ăn mềm xuất sắc luôn. Cái thịt ướp muối. Cái cánh nhìn đã quá. Ngon. Thường á là gà nướng nó sẽ bị khô, và cái thịt ức á nó không bị khô nữa. Mà cái này là không bị khô. Cái da gà lúc nãy hả? Em xác muối ớt lên đó, bây giờ nó mặn mặn đã lắm. Mai mốt làm nướng một chục con. Ăn hết không? Hết. Em đăng ký trước 5 con. Cái thịt chỗ này nè, nhìn là biết nó hấp dẫn cỡ nào rồi. Bây giờ bạn sẽ chế cái nước chấm của bạn làm lúc nãy lên. Còn gì bằng nữa. Wow. Cái này mình phải ăn bên này đó. Cười cái này. Cười cái này được, được đó. Để mà ăn xong hết. Em cho chú anh chị coi là hay lắm. Có gì? Găng em. Găng em mới độ lại. Bây giờ là mình găng cưa dài bữa là bít hết trơn. Vậy là cái găng gì không? Găng cá mập á Tiến. Găng cá mập. Giống cái đồ chặt nước đá của mà ai văn bán hồi xưa. Mà hồi xưa còn bán nước đá có cái dao chặt nước đá là găng của Tiến. Cái dao găng cưa. Găng cưa á. Mình ăn kèm thêm một miếng rau vô nữa. Cái dưa leo này là Văn cố tình không xắt ra để mình chấm cho mình cắn như vậy nè. Nó ngon quá à. Ngon hay hay hả? Wow. Trời ơi, cái cục.
vậy tiền? Thấy ra luôn ngậm luôn. Em có một tay mà dương quá. Thôi ơi coi nè, cái miếng thịt mình ăn hồi nãy giờ luôn nha, mà thịt xé tới đâu là còn bốc khói tới đó luôn. Đó, bốc khói ra luôn. Cái này thì ngon còn gì bằng, tại vì nó giữ giữ độ nóng trong cái phần thịt nè, nên là cái thịt nó không có bị khô luôn á. Thêm một miếng nha, dưa leo rồi. Ngon thì cứ ngon. Công nhận không phải nói chứ, bữa nay ha là nướng gà thành công nhất nhất luôn. Không bị khô, không bị khét gì luôn, vừa chín luôn. Em nhưng em mà nướng không có cực như mấy lần trước nữa đúng không? Để da nó vàng đó nè. Đúng rồi. Mấy lần trước mình nướng gà ở ngoài á, mình phải lặt gì nè, mình chở nữa mà nó còn bị khét nữa. Mà mình nướng như này mình chỉ cần bỏ đi cái lu xong mình đậy nắp lại, mình đốt lửa ở ngoài một lần lửa một là chín luôn. Cái da nó thơm quá à. Cái da thơm mà nó còn hơi mặn mặn chứ không là quá mặn nữa. Béo nữa, không béo 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 béo. Da gà của Minh Trang thơm ngon, mời bạn ăn nghe. Gà em gà ăn ấy. Trước rồi, không mà không. Gà cũng gào chứ. Cũng gào chứ lộn. Mình nướng hay không mà mình chỉ cần nhìn thấy cái màu con gà là biết ngon hay không liền. Mà công nhận nướng luôn à, thịt gà nó vàng đều luôn chứ không có bị mà chỗ chỗ trắng chỗ đen. Không nha, nhưng mà lần này là mình nướng cái lửa ở ngoài. Mình để cái lửa ở ngoài lu thì trong này nó không có bị quá nóng, không có bị khét tới cái da gà luôn. Còn mấy lần trước thì mấy chị em ăn nướng để lửa trong cái lu nên là nhầm chỗ của gà nó còn bị khét, như là hai dưới chân, hai bên đùi nó khét. Còn cái này nè, là tới thường cổ luôn mà không khét một miếng nào luôn á. Cái phần cổ gà mà cái phần da này rất là giòn luôn nè, không có bị khét luôn á. Rồi, quá nhiều ngon quá Tiễn ơi. Chị là chị rất là thích ăn mấy cái cổ nè, cánh rồi nữa nè. Cái da da muỗng cắn. Công thức đặc biệt à, chỗ này là giòn như bao giờ. Cái là gì đây? Cái phao câu. Giờ em bắt đầu mũi nó tấn công, giờ mấy con ếch ngái nó kêu đó. Mấy chị em mình tranh thủ ăn lẹ lẹ để hồi hồi là ăn là uống công á, cho mũi ăn lại hết á. Ăn quên lối về luôn, ăn từ trời còn sáng mà tới trời tối luôn. Ngon quá. Không cưỡng lại được hết đi. Rất ngon. Hôm nay là mấy chị em ăn nướng gà rất là thành công luôn. Nếu mà cô chú anh chị nè, các bạn á muốn ăn thử cái này á thì mình nên làm thử nha. Tất cả các quy trình làm á thì Văn cũng đã quay lại hết trơn rồi, chỉ có ướp một lớp ngớt sơ ở ngoài thôi mà nướng lên con gà rất là ngon luôn. Mấy chị em ăn quá chị đã luôn. Bây giờ thì video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Mong mọi người cho Văn xin một like và một đăng ký kênh để có thêm động lực làm ra nhiều video hay hơn nữa nha.